Chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách để khắc phục cái bàn phím nó bị liệt phím hay một số phím trên bàn phím nó không hoạt động. Đây là bàn phím hiệu Logitech K200. Về cơ bản thì nó vẫn còn nguyên, hoạt động tốt nhưng một số phím nó bị liệt. Nếu mà bỏ đi thì hơi phí nên tôi sẽ tìm cách để sửa chữa khắc phục nó. Bàn phím này thì qua kiểm tra thì nó bị liệt phím chữ C, chữ G. Những phím khác thì hoạt động bình thường, riêng phím chữ G thì không hoạt động. Bây giờ tôi sẽ tháo ra để tìm nguyên nhân và thử khắc phục nó. Sau khi tháo tất cả các ốc vít ra khỏi bàn phím, chúng ta dùng cái mũi dao nhọn để tách cái bàn phím ra và dùng bút lông để đánh dấu cái phím chữ C. Bàn phím thì có cấu tạo bản mạch nó sẽ rất khác nhau. Bàn phím này là của Logitech. Cấu tạo gồm có 3 lớp màng ni lông mỏng. Khi chạm hai lớp này lại thì nó đóng vai trò như là cái công tắc, nó làm cho dòng điện chạy qua. Ở lớp chính giữa là để ngăn cách. Khi chúng ta nhấn phím thì công tắc nó sẽ đóng và sinh ra dòng điện. Về nguyên lý cơ bản là như thế. Để kiểm tra cái mạch nó có bị hở hay không thì chúng ta dùng cái đồng hồ đo điện. Khi mà ta chập hai cái cọc kim loại của đồng hồ thì giờ có dòng điện đi qua đồng hồ làm cho cây kim nó hoạt động. Và bây giờ tôi sẽ dùng hai cái cọc này chấm lên cái mạch, cái đường đi của mạch điện, và rà theo cái mạch này để xem, kiểm tra xem nó bị đứt ở chỗ nào. Vì cái mạch nó rất nhỏ nên chúng ta phải làm thật cẩn thận. Trường hợp này là chỉ áp dụng được cho cái loại bàn phím mà có cấu tạo là 3 cái lớp nhựa trong suốt. Và đây, sau một hồi hì hục tìm cái điểm hở thì tôi đã phát hiện ra cái mặt nó bị bào mòn ở chỗ này, làm cho dòng điện không có hoạt động. Để khắc phục thì chúng ta dùng cái đoạn mạch khác, cắt một đoạn mạch khác dán đè lên để bắt cầu cho cái dòng điện chạy qua. Và cái đoạn mạch mà tôi cắt là sẽ là đoạn mạch của cái phím mà ít sử dụng nhất. Chẳng hạn như cái này, cái phím âm lượng. Và khi cắt thì chúng ta phải thật khéo léo để không cắt nhầm, không cắt phạm vào cái mạch khác. Bởi vì cái đường mạch nó rất nhỏ như là sợi chỉ. Sau khi cắt được một đoạn nhỏ thì các bạn hãy thật là thận trọng và khéo léo đặt cái đoạn này đè lên cái đường đi của dòng điện mà chúng ta đã xác định nó bị hở. Sau đó dùng keo, băng keo dán lại cho cố định.
Bây giờ tôi sẽ thử test sơ bộ xem cái phím C này đã hoạt động được chưa. Vậy là ok. Sau khi dán băng keo xong thì tôi dùng cái kẹp giấy để đè chặt cái mạch. Nếu không có kẹp giấy thì cái mạch nó bị hở. Sau khi gắn kẹp giấy vào mạch thì ta sẽ dùng băng keo để dán cái kẹp này cho nó cố định, để nó không có trượt ra khỏi vị trí khác. Vậy là đã xong. Chỉ vài bước cơ bản nhưng cũng tương đối là khó thì tôi đã khắc phục được cái bàn phím nó bị liệt phím C. Và bây giờ bàn phím đã hoạt động bình thường.